chào tất cả các anh. Hôm nay nhà em mới phơi xong một mẻ dễ đinh lăng rất là thơm ngon. Đây là sản phẩm dễ đinh lăng nhà em mới phơi xong các anh nhé. Từ xa xưa thì người ta đã biết sử dụng dễ đinh lăng là một sản phẩm giúp bổ sức khỏe rất là tốt. Thế nên là các anh hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu cho mình sản phẩm dễ đinh lăng các anh nhé. Sản phẩm dễ đinh lăng nhà em có giao hàng trên toàn quốc.